Long đúng không? Tên cúng cơm là gì nhỉ? Cái tên mà thường gọi là gì? Zoom. Zoom đúng không? Tôi đã từng bị bóc gân tay đánh tennis. Và tôi bóc gân vào đêm ngủ không thể xoay người được và mất mấy hôm. Và tôi nghĩ là nếu mỗi một lần bóc gân như thế thì tôi phải mất khoảng 2 tháng thì tôi mới hồi phục lại, và lúc đó cơ hội để đánh tennis. Nhưng mà hôm nay sang bên chị Vân thì chính bạn này, bạn ấy vặn chân vặn tay tôi. Bạn bảo là bẻ đầu bẻ cổ, nhưng bạn ấy không bẻ đầu bẻ cổ tôi mà bạn ấy vặn chân vặn tay. Nhưng có một cái hay là đáng lẽ là phải vặn ở đây đúng không? Nhưng mà bạn ấy vặn chỗ khác, bấm chỗ khác và cũng kết hợp thêm cả cái này. Và sau đấy thì hôm sau tôi đi Hòa Bình, lúc đi không lái được xe ô tô, không vặn được vô lăng. Nhưng đến lúc về buổi chiều tôi đã vặn được vô lăng và sau khoảng 2 ngày tôi lại ra sân đánh tennis bình thường. Đây là bằng chứng sống. Và hôm trước tôi cũng thế, cũng đi tập golf xong rồi cũng đánh sai động tác, xong cuối cùng nó bị rách cái gân vai, mỏ vai này. Và bác sĩ Tây y thì bảo là phải điều trị bằng Tây y, đi cắt chụp các lớp thứ. Nhưng hôm ấy sang thì cũng chính bạn này, bạn ấy chỉnh lại cho tôi. Thế xong hết nhỉ? Sau cũng mấy hôm thì nó cũng hết. Và sau khoảng một tuần thì nó hồi phục hoàn toàn. Và bây giờ tôi vẫn đánh golf và đánh trở lại như bình thường. Thế bây giờ mẹ thì ở đây rồi đúng không? Con phải gửi đi. Thế con gửi thì muốn đi. Vào đâu? Vào đâu được? Rồi, okay. Rồi hãy là do Zoom bạn Zoom, bạn Long này một chào tay lớn hơn bạn ấy lại quyết định để sẽ trở thành thành viên VNI, nhưng mà có thể một trăm thời gian nữa.